và chúng ta sẽ bắt đầu quay lại những lần liên hệ sau theo một quy tắc, đó là quy tắc 171 trong chăm sóc khách hàng. Quy tắc 171 có nghĩa là một ngày một lần kéo dài trong 3 ngày. Quy tắc số 7 tức là 7 ngày một lần kéo dài trong 21 ngày. Thế tức là chúng ta có chu kỳ 21 ngày là mỗi 7 ngày sẽ một lần hỏi thăm hoặc là gọi điện hỏi lại khách hàng. Và tiếp theo chúng ta sẽ lập quy tắc 1 tháng một lần duy trì mãi mãi. Tức là cứ mỗi một tháng thì chúng ta sẽ phải lọc lại cái danh sách khách hàng tiềm năng này để chúng ta liên hệ lại với họ, hỏi thăm sức khỏe của họ, tình hình công việc của họ, cuộc sống của họ, để mình có thể giữ liên tục giữ cái mối quan hệ với cả khách hàng tiềm năng. Hãy nhớ quy tắc 171, một ngày một lần kéo dài 3 ngày, 7 ngày một lần kéo dài 21 ngày, một tháng một lần duy trì mãi mãi, để chúng ta liên tục bám sát vào khách hàng, cuộc sống khách hàng, bám đuổi khách hàng. Hãy nhớ trò chơi trong bán hàng luôn luôn bền bỉ như một con khỉ, luôn luôn follow theo khách hàng, bám đuổi khách hàng mục tiêu. Và hãy nhớ 80% khách hàng chỉ mua hàng sau lần thứ 5 tiếp cận. Vì vậy chúng ta phải lập ra một kế hoạch, nguyên tắc tiếp cận 171 để chúng ta có thể bám sát và chuyển đổi khách hàng hiệu quả hơn. Hãy đừng để khi nào họ có nhu cầu thì sẽ có một bên đối thủ nhảy vào và chốt dịch vụ với khách hàng mà chúng ta đã mất công bám đuổi. Vì vậy phải lên lập kế hoạch để bám đuổi theo ngày, theo tuần, theo tháng. Ví dụ như là với những khách hàng mà đang kinh doanh những sản phẩm từ Trung Quốc Việt Nam ấy, thì sau khi mà họ, nhân viên kinh doanh của Hoa Nam ấy có cái thông tin về khách hàng này, họ đang có nhu cầu muốn vận chuyển hàng Trung Quốc về Việt Nam, hoặc xác định được rằng là họ đang là người kinh doanh từ Trung Quốc Việt Nam, thì trong 3 ngày đầu mỗi một ngày thì nhân sự sẽ phải hỏi thăm, sẽ phải nhắn tin, sẽ phải bám đuổi khách hàng để chờ những cái tín hiệu, những cái câu trả lời, những cái nhu cầu của khách hàng. Sau đó 7 ngày một lần trong 21 ngày sau đó thì chúng ta sẽ tương tác với họ 3 lần trong 21 ngày. Cứ 7 ngày thì chúng ta sẽ chúc anh chị một tuần vui vẻ. Thì anh chị không biết là anh chị bây giờ đang có nhu cầu để nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam chưa? Anh có một lô hàng nào mà cần bên em hỗ trợ check giá và thủ tục không? Và sau đó thì sẽ là một tháng một lần, nếu họ chưa có nhu cầu thì mỗi một tháng một lần thì có thể nhắn tin chúc họ tháng mới vui vẻ, tháng mới đạt được mục tiêu và bắt đầu câu chuyện với họ, để hình ảnh của Hoa Nam, nhân sự Hoa Nam xuất hiện ở trong đầu khách hàng mỗi khi mà khách hàng đã có nhu cầu muốn vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Thì cứ duy trì đều đặn như thế thì nhân sự sẽ luôn xuất hiện trong tâm trí của khách hàng và khiến cho khách hàng bất kỳ khi nào cần thì sẽ luôn luôn nhớ đến và gặp lại nhân sự của Hoa Nam. Thậm chí nhân sự của Hoa Nam đã có những trường hợp mà theo đuổi khách hàng, tư vấn hỗ trợ khách hàng trong một năm mới chính thức trở thành khách hàng của Hoa Nam. Vì vậy chúng ta là những seller, chúng ta là những người kinh doanh, chúng ta phải xác định một tư duy là không bao giờ bỏ cuộc. Và hôm nay thì Ngọc chia sẻ về cái chủ đề, đó chính là xử lý sự từ chối khi telesale hoặc khi nhắn tin bán hàng, và thiết lập ra nguyên tắc bám đuổi 171 để có thể follow theo khách hàng, để tăng gia tăng chuyển đổi và tiếp cận với khách hàng, để khách hàng luôn ám ảnh và ghi nhớ về sự có mặt của chúng ta mỗi khi họ cần sử dụng dịch vụ. Và nếu mà các bạn thấy rằng đây là một cái video có giá trị hỗ trợ cho các bạn trong công việc bán hàng, công việc xây dựng đội nhóm, viết được quy trình bán hàng cho nhân viên kinh doanh của mình, thì hãy cho Hoàng Ngọc một comment, một like, một share để Hoàng Ngọc và ekip có thêm nhiều động lực để có thể ra thêm nhiều video có giá trị hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.